Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái, tập 231, Minh Thế Nhân quỳ gối, hắn chú ý tới bức vẽ sư phụ đang vẽ. Không ngờ rằng thư pháp của sư phụ cũng có tạo nghệ cao đến như thế, thật sự khiến cho con hàng này mở rộng tầm mắt mà ngước nhìn mà. Con hàng này chỉ trực chờ cơ hội nợ đít sư phụ, tâm lý của hắn vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, trước kia chữ của sư phụ giống như chó gặm gà bới vậy. Thế quái nào mà bây giờ lại trở nên tốt như vậy chứ, cái thư pháp này cũng không phải trò chơi mà một sớm một chiều có thể luyện thành được. Không có thiên phú cùng với luyện tập lâu dài, cho dù tu vi cao thì thế nào, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn có thể viết được ra thư pháp tốt. Lục Châu buông xuống cây bút lông, nhìn con hàng Minh Thế Nhân cùng với Triêu Nguyệt khẽ hỏi, có chuyện gì? Minh Thế Nhân kính cẩn hai tay, lại gần dâng lên bức thư, mời sư phụ xem, đây chính là bức thư khiêu chiến lần thứ 13 của Thiên Kiếm Môn. Lục Châu khẽ liếc nhìn qua nội dung của bức thư cùng với đồ án trên đó, nét mặt hắn cũng không có dao động nhiều, cho dù là nội dung thư có chút khó coi. Minh Thế Nhân tiếp tục múa mỏ, sư phụ, cái đám Thiên Kiếm Môn này ở bốn phía tung ra tin đồn nhảm, lại còn dám trắng trợn, nhục mạ Ma Thiên Các. Chúng ta có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Đồ Nhi thỉnh cầu hạ sơn, cho cái đám này đi đắp chiếu không còn một mảnh giáp. Triêu Nguyệt cũng giơ hai tay tán thành cái chủ ý này. Lục Châu cũng á khẩu với đám đệ tử này, con hàng nào cũng máu đầu nhiều hơn máu não, may mắn là con hàng Đoan Mộc Sinh còn không có ở đây. Chứ nếu hắn mà nhìn thấy cái thư khiêu chiến này, sợ rằng là còn không thèm xin Lục Châu lệnh chiến, hắn đã vọt thẳng xuống núi rồi, vì vậy nhẹ giọng nói. Thiên Kiếm Môn Lạc Trường Phong đi bán muối dưới tay của vi sư, Lạc Hành Không vậy mà có can đảm như thế, sợ rằng là có chuẩn bị mà tới. Nhưng Minh Thế Nhân hắn chỉ muốn lập công mà thôi, sư phụ, mặc kệ bọn hắn có chuẩn bị hay có âm mưu quỷ kế gì, có dũng khí dám ầm ĩ khiêu chiến chúng ta như vậy, quyết không thể khoan dung được. Lục Châu lần này khẽ gật đầu đồng ý, sau đó nói với Triêu Nguyệt, phi thư cho con hàng Giang Ái Kiếm, điều tra Lạc Hành Không một chút. Thuận tiện đem cái bức họa này truyền cho hắn cùng điều tra luôn. Lục Châu chỉ vào bức vẽ đồ án cái dương mà mình vừa họa ra, Triêu Nguyệt lập tức thu bức họa quay người rời đi, Đồ Nhi tuân mệnh. Lúc này, Minh Thế Nhân nhìn xem cái đồ án hình bầu dục màu xanh trên thư khiêu chiến hỏi, sư phụ, ngài có tạo nghệ thư pháp cực cao, cái này là họa cái gì? Hắn thuần túy là nhìn không ra, có chút hiếu kỳ, Đồ Nhi không hiểu thì thỉnh giáo sư phụ, nhưng Lục Châu mang cái bút lông vẽ lại đồ án, thì nó lại là một con rùa đen. Minh Thế Nhân nhìn cái bức vẽ mà sư phụ vừa họa ra, hắn lập tức nhận ra, ánh mắt trừng lớn, rùa đen rút đầu sao? Ma Thiên Các há có thể chịu được cái vũ nhục như vậy chứ? Minh Thế Nhân kích động đến mức đầu lưỡi cũng cắn chặt lại, sư phụ, cái này ngài còn có thể nhẫn được sao? Dựa theo tính tình của sư phụ trước kia mà hắn biết, sẽ không thèm nói hai lời, trực tiếp mang theo đồ đệ chạy qua đó đồ sát gà chó tanh bành. Nhưng Lục Châu thì khác, hắn không phải Cơ Thiên Đạo, với lại hắn tu vi cũng chỉ là thần đỉnh cảnh mà thôi, vì vậy lên tiếng hỏi ngược, ngươi cảm thấy chúng ta nên phải làm thế nào? Cái câu hỏi này ngược lại để cho nội tâm Minh Thế Nhân có chút hoảng hốt, không biết phải trả lời thế nào. Sư phụ đây là muốn chơi cái trò quần què gì đây vậy trời, hắn liền đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc lâu, con hàng này lên tiếng nói, cười người chớ vội cười lâu, Lạc Hành Không này, đáng phải cho đi đáp chiếu. Vậy thì liền như thế đi, Lục Châu bình tĩnh thản nhiên nói, điều này làm cho Minh Thế Nhân có chút giật mình nhìn sư phụ. Sau đó thì vẻ mặt con hàng này ngây ngốc, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm sư phụ không chớp mắt. Một cỗ cảm giác hưng phấn đang dâng lên trong đầu con hàng này, hắn muốn chính là cái cảm giác bá đạo này. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể liền lập tức chạy xuống núi đại khai sát giới một phen. Khoảng thời gian này thực sự quá áp lực rồi, không hề giống với bản ngã của chính mình, cứ phải nhìn trước ngó sau. Trong lúc con hàng này đang hưng phấn bừng bừng thì Triêu Nguyệt đã quay trở về, trong tay nàng cầm một phong phi thư. Đồ Nhi đã phi thư cho Giang Ái Kiếm, bất quá thất sư đệ cũng phi thư tới. Triêu Nguyệt rất cẩn thận nói chuyện từng ly từng tí một, Tư Vô Nhai đã nhiều lần gây chuyện khiến cho sư phụ tức giận, có lẽ là không muốn nhìn thấy phi thư của con hàng này, nhưng trái ngược, Lục Châu lại yêu cầu cô nàng đọc lên. Triêu Nguyệt liền đem phi thư mở ra đọc, sư phụ ở trên, Đồ Nhi có một chuyện muốn nhờ. Chỉ nghe tới đây, Minh Thế Nhân đã tức giận mắng. Đồ hỗn trưỡng, còn có dũng khí dám cầu xin sư phụ sao, ta hiện tại lại hối hận lúc đó đã không hạ độc thủ với hắn rồi. Triêu Nguyệt khẽ liếc nhìn con hàng này, khiến cho hắn giật mình, sư muội hãy tiếp tục nhé, cô ẻm tiếp tục đọc. Đồ Nhi thỉnh cầu sư phụ đừng luyện hóa Khổng Tước Linh. Khổng Tước Linh cùng với Đồ Nhi độ phù hợp đã đạt tới đỉnh phong, năm đó sư phụ ban thưởng vũ khí cho Đồ Nhi. Đồ Nhi vẫn luôn coi như chân bảo, thiên hạ hôm nay, không có khả năng tìm được người thứ hai có độ phù hợp thích hợp với nó hơn Đổ Nhi. Ta tin tưởng rằng sư phụ cũng không nguyện ý để người khác bôi nhọ thanh danh của Khổng Tước Linh. Đồ Nhi cũng nghe tin tức, Thiên Kiếm Môn phát ra thiệp mời triệu tập rộng rãi, khiêu khích Ma Thiên Các. Đồ Nhi đã điều tra rõ ràng, Lạc Hành không chịu cảnh thống khổ mất con khi đã về già, mất đi đứa con nối dõi, mà bây giờ không còn khả năng sinh đẻ. Cho nên liều chết đánh cược một lần, còn những cái danh môn chính đạo khác, chỉ là ngồi đợi ngư ông đắc thủ mà thôi, không có tham gia. Cho Đồ Nhi một tháng thời gian, nhất định sẽ diệt môn Thiên Kiếm Môn, giúp sư phụ xả cái mối giận trong lòng. Sau khi đọc xong, Triêu Nguyệt đưa bức thư tới tay Minh Thế Nhân. Con hàng này khẽ nhìn một chút rồi gật đầu cười, cái này còn tạm được, vì Khổng Tước Linh, lão thất này cũng thật là cam lòng mà. Nhưng Lục Châu nghe xong thư con hàng này thì có nhiều điều cần phải suy nghĩ. Tư Vô Nhai là như thế nào mới biết được hắn đang có ý định luyện hóa Khổng Tước Linh chứ? Nói cách khác thì Tư Vô Nhai cùng với Khổng Tước Linh đã có độ phù hợp thật sự là đạt tới cực hạn, cho nên mới có thể cảm nhận được sự uy hiếp của luyện hóa sao? Minh Thế Nhân ở bên cạnh bắt đầu nảy số, hắn đăm chiêu, sư phụ, Đồ Nhi có một cái nghi vấn, ám võng của Tư Vô Nhai đều là trải rộng nhãn tuyến ở các môn phái, không thiếu rất nhiều người là những phàm nhân, tay trói gà không chặt, làm thế nào để có thể đối phó được với Thiên Kiếm Môn chứ? Lục Châu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, U Minh Giáo, thời điểm hắn thi triển thần chú, rõ ràng là Quỳ Ngưu xuất hiện, vậy mà lại trúng ngay con hàng Tư Vô Nhai. Vậy thì nói rõ ràng một vấn đề, Tư Vô Nhai cùng với Vũ Chính Hải đi lại rất gần, mới thay hắn chịu đòn như thế, Tịnh Minh Đạo bị hủy diệt, cũng không tránh khỏi liên quan với Tư Vô Nhai. Minh Thế Nhân nghe sư phụ chỉ dạy, lập tức gãi đầu, nội tâm có chút không cam tâm, có U Minh Giáo xuất thủ, vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được rồi. Nhưng mà Lục Châu lạnh lùng cắt ngang lời hắn, không, từ chối cái đề nghị của nghiệt đồ Tư Vô Nhai, một tháng thì quá lâu, Lạc Hành không đã muốn khiêu chiến, vậy thì bản tọa liền thỏa cái ước nguyện của hắn. Minh Thế Nhân và Triêu Nguyệt nghe sư phụ quyết định thì vui mừng, khẽ cúi đầu, đệ tử tuân mệnh. Hai khứa rất phấn chấn, Lạc Trường Phong dám lớn lối như thế, Ma Thiên Các há có thể nén giận được chứ? Cùng với quyết định này, giao diện nhiệm vụ chính tuyến của hệ thống cũng hiện ra một cái nhiệm vụ mới. Vì thanh danh của Ma Thiên Các bảo vệ, có thể đạt được 1.500 điểm công đức, điều này làm Lục Châu vui hết nấc. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã tới sáng ngày hôm sau, trên Ma Thiên Các, trời vừa ló dạng bình minh. Đám đệ tử của Lục Châu đã tới đông đủ, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Triêu Nguyệt, vẻ mặt đều đang quyết tâm chờ đợi sư phụ. Tiếp theo là tới tam vị trưởng lão của Ma Thiên Các, mạnh nhất là Quy lão tiên sinh Hoa Vô Đạo, tử thần Lãnh La chưa có hồi phục thương thế. Cùng với Phan Ly Thiên dù có được Hắc Mộc Liên, nhưng cũng đều là hai con hàng vô dụng ở thời điểm này. Chu Kỳ Phong thì cầm theo di ảnh của Phan Trọng, hắn tưởng con hàng này đã đi đắp chiếu rồi, đám nữ tu hàng ngày có quan hệ tốt với Phan Trọng, cũng đang rớt nước mắt, bên cạnh là Hoa Nguyệt Hành cũng khỏe mạnh, nhưng tu vi hơi yếu một chút. Cuối cùng là bà cô nãi nãi Tiểu Diên Nhi bố đời nhất cái Ma Thiên Các này vì có Lục Châu bảo kê, nàng ham hở đứng đó, trang bị toàn thân từ đầu tới chân. Phan Trọng thì bị thương, không có tác dụng gì, nằm nhà chữa thương chưa tỉnh. Phan Ly Thiên dù có Hoa Mộc Liên mới phục dụng được mấy ngày, đang nghỉ ngơi hồi sức, còn Lãnh La số hơi đen, con hàng này dị ứng với Hắc Mộc Liên nên đang bị trúng độc. Lãnh La mặc dù có chút tu vi, nhưng lần trước con hàng này đi tới Sấu Tây Hồ về cơ bản đã không còn chút sức lực nào nữa. Lục Châu liếc nhìn cả đám, không thể nào trông cậy vào đám vô dụng này được. Triêu Nguyệt lúc này lại cầm phi thư trình lên, tiếp tục đọc, sư phụ Giang Ái Kiếm hôm qua có phi thư tới, cùng với thất sư đệ nói cũng không sai biệt lắm, nhưng có thể có một chút bất đồng. Thiên Kiếm Môn cũng không phải là không có giúp đỡ, chỉ bất quá đám này không thuộc về danh môn chính đạo thập đại môn phái, hành tung ẩn nấp, hắn không thể điều tra được. Lục Châu khẽ gật đầu đứng lên, từ cái hướng này mà nói, thì tin tức của Giang Ái Kiếm rõ ràng so với Tư Vô Nhai chuẩn xác hơn nhiều, Lục Châu cũng không có nói gì thêm. Hắn chắp tay sau đít nhẹ bước ra bên ngoài đại điện, thản nhiên nói, đi thôi. Ở bên ngoài, mấy cô ẻm nữ tu Diễn Nguyệt Cung phản ứng đầu tiên, đồng loạt giơ dao băm dao lợn của mình lên, đồng thanh hô lớn cổ vũ đại quân xuất trình. Hoa Vô Đạo, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Triêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, Chu Kỳ Phong, Hoa Nguyệt Hành cùng theo sát phía sau Lục Châu, đi về hướng Xuyên Vân Phi Liên. Còn Lãnh La và Phan Ly Thiên được Lục Châu cắt cử ở nhà trông coi Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân đi tới bên cạnh Đoan Mộc Sinh nhẹ giọng hỏi, sư huynh, nghe tiểu sư muội nói, kỹ thuật cầm lái của huynh tiến bộ rất nhiều rồi phải không? Nghe vậy Đoan Mộc Sinh liên tục khoát tay lắc đầu, cùng với sư đệ so sánh thì không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nhưng làm sao con hàng lão tứ chịu thua được, liền giở công phu mõm ra dụ dỗ, ta nói qua không có lừa gạt sư huynh chứ, cầm lái đối với tu hành có chỗ tốt phi thường tốt. Sư huynh cầm lái còn có thêm một cái chỗ tốt nữa, điều này khơi gợi sự tò mò của lão tam, Hắn đưa lỗ tai ra nghe, còn lão tứ vẻ mặt đắc ý giống như âm mưu quỷ kế sắp thành. Minh Thế Nhân thấp giọng nói, có thể tu thân dưỡng tính, đặc biệt có thể ma luyện tâm tính. Nghe xong, Đoan Mộc Sinh chợt nảy số. Cầm Chắc Bá Vương thương liếc nhìn lão tứ, ý ngươi muốn nói là ta tính khí nóng này hả? Khiến lão tứ hết hồn vội lắc đầu, không có. Đoan Mộc Sinh mới thỏa mãn gật đầu hài lòng, đừng tưởng hắn ngu mà dễ dụ nhé, liền chuyển sang đề tài mới. Lão tứ, ngươi cảm thấy ta với cái bá vương thương này thế nào? Minh Thế Nhân liền bợ đuýt hắn, uy phong lẫm liệt, có 102, chính là cực phẩm chí bảo đó. Nhưng mà Đoan Mộc Sinh lắc đầu thở dài quay đi, sư huynh biết ngươi cầm cái món vũ khí phế phẩm không rõ đặc tính rõ ràng, cho nên tâm lý có chút không thoải mái, vậy thì hãy cầm lái đi, ma luyện một chút tâm tính. Vũ khí, chỉ cần là thiên giai là được rồi, không cần quản nó uy phong hay không uy phong, điều này làm lão tứ nghẹn lời, máy đánh cũng không đánh được, múa mỏ thì không thành. Đi thôi nào, lão tam đẩy con hàng lão tứ về phía bánh lái của Xuyên Vân Phi Liễn, lão tứ trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, đậu xanh rau má. Hắn chưa bao giờ không nói chính mình thích vũ khí uy phong cả, đúng là trời cũng không giúp kẻ bất lương, cô nãi Tiểu Diên Nhi thì lại mới học được chiêu dùng Phạm Thiên Lăng nhảy dây. Đi về phía vị trí cầm lái, Minh Thế Nhân quay đầu nhìn sư muội Tiểu Diên Nhi đang tập chăm chỉ, nghĩ thầm, lúc nào cũng phải nghĩ cách dụ dỗ tiểu sư muội cầm lái, để ma luyện tâm tính một chút, mỗi một ngày cứ cầm cái tấm vải đỏ phá nát đó chạy khắp nơi phá phách, cái này không được tốt với thanh danh con gái nhà lành nhé. Sau khi tất cả đã lên Xuyên Vân Phi Liễn, Minh Thế Nhân liền cầm lái nó đi thẳng hướng về lôi đài, con hàng này điều khiển tất nhiên là an ổn hơn Đoan Mộc Sinh rồi, phi liễn lướt đi nhẹ nhàng. Ở phía trước phi liễn, Hoa Vô Đạo đi tới đứng phía sau Lục Châu nhìn về phía trước. Lão Hoa khẽ mở miệng hỏi, ta muốn thỉnh giáo các chủ, ngày đó tại bên trong mật thất tu luyện, hấp thu bình chứng lực lượng, chính là vì muốn duy trì trạng thái đỉnh phong sao? Lục Châu khẽ liếc nhìn con hàng này, chưa có trả lời, mà lên tiếng hỏi hắn, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Điều này làm Quy lão tiên sinh xấu hổ cúi đầu, không dám. Bình chứng, bản tọa sẽ tự mình chữa trị, Lục Châu trấn an lão Quy, ngoại giới đồn đại rằng lực lượng bình chứng không ngừng suy giảm. Chẳng khác nào nói thực lực của hắn ngày càng hạ thấp, chỉ bất quá, trước mắt hắn cũng không có biện pháp nào tốt để chữa trị bình chứng cả. Để mấy tên đồ đệ đồng thời chữa trị thì thấp nhất cũng cần 3 năm trở nên mới xong, bác Diệp Lãnh La cùng với Phan Ly Thiên hiện tại già yếu tàn tật, không trông cậy được. Biện pháp nhanh nhất để chữa trị chính là lại một lần nữa sử dụng thẻ thể nghiệm đỉnh phong cơ thiên đạo, nhưng mà cái thẻ cứu mạng đó làm sao có thể tùy tiện sử dụng được chứ? Hoa Vô Đạo vẻ mặt trầm ngâm, tiếp tục lên tiếng, Liên Hoa Đài chính là chỗ luận bàn của chính đạo, chỉ sợ Lạc Hành không cố ý khích tướng ở chỗ này mai phục. Nghe vậy Lục Châu cũng gật đầu đồng ý với hắn, lo lắng của ngươi không phải là không có lý. Minh Thế Nhân đang điều khiển phi liễn nhẹ giọng cười, Hoa trưởng lão không cần lo lắng, hết thảy âm mưu quỷ kế trước mặt sư phụ đều không có tác dụng gì cả. Lão Hoa tất nhiên là tự nhiên tin tưởng vào năng lực của Lục Châu rồi. Cùng lúc này Hoa Nguyệt Hành đi tới, nàng vừa mới gia nhập Ma Thiên Các cho nên đối với mọi người vẫn có chút ngượng ngùng, đi tới trước mặt Lục Châu, cô ẻm khom người, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo. Sau khi được Lục Châu cho phép, nàng liền nói, thuộc hạ tại Thiên Kiếm Môn núp lùng phụ cận tháp lâu, ngồi chờ đợi Thiên Kiếm Môn trưởng lão Diệp Thành Trí đi ra. Lúc ấy giống như nhìn thấy người có chút quen thuộc, Lục Châu nghe xong có chút hiếu kỳ, người nào? Tứ hoàng tử Lưu Bình, Hoa Nguyệt Hành liền đáp, nàng nghe nãy giờ nên dường như có liên hệ với cái thế lực đang giúp Lạc Hành Không với tứ hoàng tử này. Hết tập 231, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của Sâu nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo.